Hello, xin chào các bạn đến với channel của Cô Ba Nhỏ. Hôm nay mình sẽ học tiếng Anh nha. Học tiếng Anh hôm nay rất là dễ. Những cái này rất là thực tế. Không có gì dễ bằng học tiếng Anh qua cái menu. Hôm nay Cô Ba Nhỏ có một cái menu của cái nhà hàng. Cái nhà hàng Da Vàng này là cái nhà hàng gần chỗ Cô Ba Nhỏ làm á. Cho nên mình cũng hay tới đây để ăn. Nhưng mà trong cái menu này á, là có tất cả các món ăn. Và ở trên thì ghi tiếng Anh và ở dưới thì ghi tiếng Việt. Cho nên là hôm nay Cô Ba Nhỏ sẽ quay cho mọi người coi. Và hôm nay mình sẽ học vài chữ tiếng Anh qua những món ăn nha. Bây giờ Cô Ba Nhỏ sẽ quay gần vô trong cái menu để cho mọi người xem nha. Cô Ba Nhỏ sẽ quay gần lại cho mọi người coi cái menu nè. Hôm nay quảng cáo free cho cái nhà hàng Da Vàng này luôn á. Restaurant là nhà hàng ha. Restaurant. Rồi đây là cái menu nè. Mở ra. Phở. Phở nè, beef soup with rice noodle. Phở lúc nào cũng là bò đúng không? Cho nên là người ta ghi là beef. Beef là bò nè. Beef soup. Soup giống như là một cái loại nước á, soup đó. Beef soup. Cái chữ W với lại cái gạch này á, là chữ viết viết tắt cho chữ with. With là với đó. Rice noodle. Rice noodle giống như là gạo. Nhưng mà ở đây thì người ta nói tới cái bánh phở đó. Thì là bánh phở đi chung với lại cái nước súp thịt bò. Thì người ta gọi như vậy là phở. Beef soup with rice noodle. Để coi phở Da Vàng nè. Thì người ta ghi là special beef soup with rice noodle. Sliced beef. Beef brisket. Tendon tripe. Served with vegetables. Ok, đọc lại từng chữ ha. Chữ special có nghĩa là đặc biệt nè. Cho nên là cái tô phở này là tô phở đặc biệt đây. Tô phở đặc biệt. Beef soup nè là phở bò nè. With rice noodle có nghĩa là đi chung với lại bánh phở nè. Slice beef là thịt mà đã cắt lát rồi đó. Slice là người ta đã cắt từng lát rồi. Beef brisket, cô ba nhỏ nghĩ cái này là nạm hay là gầu gì đó. Tendon là gân nè. Tripe là sách đó. Serve with vegetables có nghĩa là cái này nó đi cùng với lại những cái loại rau giống như là giá rồi này nọ vậy đó. Đó, vậy thì hôm nay mình học được những chữ này ha. Special là đặc biệt nè. Beef là thịt bò nè. Rice noodle nè. Slice beef nè. Tendon là gân nè. Tripe là sách nè. Rồi để coi. Còn bò kho. Bò kho thì người ta hay gọi là beef stew. Beef stew giống như là nó đặc đặc á, nó sệt sệt á. Beef stew. Phở bò kho. Rice noodle. Small or large noodle có nghĩa là có thể dùng cái hủ tiếu cộng nhỏ hay là cộng lớn nè. Small or large. Small là nhỏ, large là lớn nè. Noodle là cái cộng mì hay là cộng bún đó. With beef stew. With là đi cùng với. Beef stew là cái bò kho đó. Rồi để mình coi gì nữa ha. Hủ tiếu thì người ta gọi là rice noodle with soup. Còn trên này phở thì người ta ghi là beef soup with rice noodle. À còn mì nè, qua tới mì nha. Mì á thì người ta phải, người Việt Nam mình á, thì biết cái mì là nó màu vàng đúng không? Còn người Mỹ á, mình khi mình nói noodle có nghĩa là cái gì đó bằng sợi thôi, bún nè, hủ tiếu, mì, tất cả những cái đó người ta đều gọi là noodles hết, tại vì cái đó là từng sợi, nhưng mà mình phải nói rõ ra để biết mì là egg noodle có nghĩa là làm bằng trứng đó, mì trứng đó. Còn cái phở này thì ghi là rice noodle. Nhiều khi bún á người ta cũng ghi là rice noodle luôn. Mì đặc biệt nè, special là chữ đặc biệt nè. Egg noodle là mì trứng đó. With or without. With là đi cùng với. Without là không có. Đi cùng với soup. Có nghĩa là cái này mình có thể muốn mì nước hoặc là mì khô nè. With soup có nghĩa là có đi chung với lại nước, cái nước soup. Còn without soup có nghĩa là không có đi cùng với cái nước soup. Chữ pork. Pork có nghĩa là thịt heo. Shrimp. Shrimp là tôm. Squid. Squid là mực. Fish meatball có nghĩa là cá viên á. And imitation crab. Imitation crab là mấy cái cua giả đó. Cái cua giả những cái thanh màu đỏ đỏ người ta làm dài dài, người ta hay bỏ vô sushi đó. Gọi là imitation crab. Ok, rồi để mình coi. Wonton á. Wonton ở bên này á thì người ta gọi là wonton. Wonton.
pork wonton. Pork là thịt heo nè. Pork wonton with soup có nghĩa là đi chung với lại nước súp. Shrimp, tôm. Squid là mực. Imitation crab là cua giả. And fish meatball là cá viên đó. Rồi đây cái món mà cô bé nhỏ thích nhất, đây là bún bò Huế. Bún bò Huế thường thì người ta gọi là spicy beef soup, có nghĩa là spicy là cay á, giống như là bún bò cay á. Nhưng mà ở đây ghi là large rice noodle, có nghĩa large là lớn, rice noodle là cái cọng bún đó, là cái cọng bún lớn. With spicy soup có nghĩa là đi chung, đi cùng với lại cái spicy soup là cái nước súp mà cay đó. Sliced beef nè, là cái thịt cắt lát rồi đó. Pork hock là cái giò heo. Pork là heo nè, hock là cái giò heo đó, pork hock. Beef shank meat. Beef shank meat. Cái beef shank này là cái thịt bò bắp á. Khi mà mình đi chợ, mình thấy chợ Mỹ cũng có bán nữa, nó ghi là beef shank, thì mình biết cái đó là bò bắp, thì nó có gân gân. Rồi tiếp theo là and pork blood. Pork blood là huyết đó. Pork blood. Rồi bún bò Huế ha. Để coi còn món gì khác nữa không nè. Hủ tiếu mì xào, stir fried noodles. Đây là hủ tiếu xào, thì người ta ghi là stir fry. Bây giờ mọi người học cái chữ stir fry. Stir fry có nghĩa là xào đó. Stir fry là dùng cái gì đó để mình stir, có nghĩa là mình quậy lên, để mình trộn lên, để mình xào á. Fry là xào, stir là mình quậy đó. Stir fry large rice noodle có nghĩa là cái này là xào nè, với cái cọng mì, cọng noodles. Rice noodles là hủ tiếu nè, lớn nè. With shrimp là đi chung với lại tôm nè. Pork là đi chung với lại thịt heo nè. Squid là mực nè. Fish meatball là cá viên nè. Imitation crab là cua giả nè. And vegetables là rau củ nè. Còn mì xào mềm, stir fry egg noodle. Egg noodle là mì trứng á. With shrimp, tôm nè. Pork là thịt heo nè. Squid là mực nè. Fish meatball là cá viên nè. Imitation crab là cua giả. And vegetables là rau củ quả. Rồi số 28 nè. Mì xào giòn. Crunchy. Crunchy có nghĩa là nó giòn. Crunchy. Crunchy. Egg noodle có nghĩa là cái mì đó người ta đi chiên giòn đó. Mì xào giòn. Crunchy egg noodle with stir fry shrimp có nghĩa là nó đi cùng với lại những cái thứ này xào nè. Xào, stir fry là xào nè. Shrimp là tôm xào nè. Pork là thịt heo nè. Squid là mực nè. Fish meatball là cá viên nè. Imitation crab là cua giả. And vegetables là rau. Rồi để mình coi, bây giờ qua cái chỗ này, cháo nè. Cháo thì người ta gọi là porridge. Porridge hoặc là rice soup. Rice soup có nghĩa là cháo, là cái một cái loại soup mà nấu từ gạo đó. Rice soup. Rice soup là porridge ha. Rice soup with cooked pork blood có nghĩa là cháo huyết đó. Pork blood là huyết, nhưng mà cooked có nghĩa là đã chín rồi. Còn cái này cháo huyết thịt bằm nè. Rice soup with cooked pork blood and ground pork. Pork blood này, cooked pork blood này nó giống như là ở trên này rồi, có nghĩa là huyết. Ground pork có nghĩa là thịt bằm. Ground có nghĩa là người ta xay rồi đó, xay hay là bằm đó. Còn pork là thịt heo. Ground pork có nghĩa là thịt heo xay hay là thịt heo bằm đó. Còn đây là cháo thập cẩm ha. Rice soup là cháo nè. With shrimp là tôm. Pork là heo. Squid là mực. Fish meatball là cá viên. And imitation crab là cua giả. Đó. Còn đây, cháo cá nạc miếng là rice soup with fillet fish. Fillet fish có nghĩa là cá fillet đó. Boneless. Boneless có nghĩa là không có xương. Bone là xương, less có nghĩa là không có. Boneless có nghĩa là không có xương. Còn đây là cháo gà nè. Rice soup with chicken. Quá dễ. Chicken là thịt gà đó, gà đó. Rice soup with chicken là cháo gà. Còn đây là cơm phần. Cơm phần thì người ta thường hay gọi là family meals, tại vì một cái phần nó rất là to để cho cả gia đình ăn, nó giống như là cơm gia đình vậy đó.
Bây giờ mình sẽ coi thử coi là có một cái món gì đây ha. Món là sườn rau mặn đấy. Bây giờ nhìn tự nhiên nhìn cái đó bụng quá. Sườn rau mặn nè. Sườn thì người ta hay gọi là ribs. Ribs có nghĩa là sườn. Sườn thì phải là thịt heo đúng không? Cho nên là pork ribs cooked in sweet and salted sauce. Có nghĩa là sườn này nấu ở trong cái sweet. Sweet là ngọt. Salted có nghĩa là mặn. Sauce là cái nước sauce gì đó. Thì cái này người ta làm là sườn nấu ở trong cái nước sauce vừa ngọt mà vừa mặn đó. Là sườn rau mặn. Còn cá kho tổ ha. Cá kho tổ là món mà Việt Nam mình ai cũng biết ha. Catfish là con cá gì mà người Việt Nam mình hay kho tổ? Hình như catfish là con cá trê đó. Catfish là cái con cá mà nó có hai cái râu dài thiệt dài đó, gọi là catfish. Cooked in pot có nghĩa là nấu ở trong cái pot, là cái ý người ta nói đây là cái tổ, cái bằng sành đó. With sweet là ngọt nè, and salted sauce có nghĩa là vừa ngọt mà vừa mặn nè. With jalapeno. Jalapeno này là cái ớt của Mỹ đó, cái trái ớt màu xanh xanh mà nó cũng to to, gọi là jalapeno. Cái chữ này là chữ J đằng trước nhưng mà người ta không có đọc là jalapeno, tại vì cái chữ này là tiếng Mỹ, tiếng Tây Ban Nha đó, tiếng Spanish. Thì chữ J người ta đọc là chữ H, cho nên cái này đọc là jalapeno. Jalapeno ha. Rồi cá chiên là dễ nhất nè. Cá chiên là fried. Fried có nghĩa là chiên á. Fried fish with fish sauce. With là đi cùng với nè. Cá chiên đi cùng với lại nước mắm. Fish sauce. Rồi để coi cá rang muối. Salted with spicy fish. Vậy cái món này cay nè, tại vì cá rang muối salted có nghĩa là mặn nè. With spicy có nghĩa là cay. Fish là cá, vậy là cái món này nó cay. Ok, rồi. Sơ sơ hôm nay mình học tiếng Anh. Mình học vài chữ tiếng Anh qua cái menu ha. Để lần sau cô bé nhỏ tìm cái menu khác để coi có cái gì nữa thì mình sẽ học thêm ha. Rồi, nói chung cuối cùng hôm nay là mình học được những chữ này nè. Mà người Việt Nam mình ai cũng phải biết đó là chữ fish sauce. Fish sauce là nước mắm đó. Nước mắm, fish sauce. Rồi chữ tiếp theo nữa là stir fry. Stir fry có nghĩa là xào. Stir fry. Fish là cá. Beef là thịt bò. Pork là thịt heo. Shrimp là tôm. Chicken là gà. Cháo là porridge hay là rice soup. Còn những cái bún mì, những cái gì sợi sợi á thì gọi là noodles. Rồi vegetables là rau cải. Duck là vịt. Pork hock là giò heo. Crunchy là giòn. Ok, hôm nay là mình học được những chữ đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô bà nhỏ nha. Những chữ này đơn giản nhưng mà khi mà mình đi những cái tiệm Việt Nam hay là mình cần đi chợ, mình cần mua những cái ingredients, mình cần mua những cái thứ này thì mình phải học để biết. Rồi có gì ở những, có những người ở chỗ không có chợ Việt Nam hay chợ ở châu á thì phải biết những chữ này để mà đi hỏi người ta. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của cô bé nhỏ. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.